tiền thân là khoa công nghệ thông tin trực thuộc Trường Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 2001, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bắt đầu quy mô đào tạo của khoa chỉ hơn 100 học viên, đến năm 2011, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên chính thức được thành lập với 11 ngành đào tạo, chất lượng giảng viên được nâng cao và quy mô đào tạo đạt 3.000 học viên. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã xây dựng được sự tin cậy với học viên, uy tín trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đặt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với triết lý giáo dục, giáo dục toàn diện lấy người học làm trung tâm, đào tạo hình mẫu công dân số, kiến tạo tương lai nuôi dưỡng lòng nhân ái nhà trường phấn đấu trở thành trường đại học ứng dụng đa ngành trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học việt nam